Những sân sau của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đang phá nát nền kinh tế đất nước. Xin kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của Võ Tuấn. Một trong những điều dễ nhận thấy trong các vụ bắt giữ các quan chức, đảng viên cấp cao trong thời gian gần đây là đằng sau những quan chức này đều liên quan đến những công ty tập đoàn sân sau khủng đứng đằng sau. Thuận An liên quan đến Phạm Thái Hà, Vương Đình Huệ. Phúc Sơn liên quan đến Võ Văn Thưởng và các quan chức tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long. Việt Á liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc. Vạn Thịnh Phát và SCB của Trương Mỹ Lan liên quan đến Lê Thanh Hải. Quan to thì sân sau to, quan nhỏ thì sân sau nhỏ. Không có quan chức nào trong chế độ này leo sâu trèo cao trong bộ máy chính quyền mà không có các sân sau làm ăn kinh tài để chống lưng. Đến như học sinh đi học cũng phải mua đồ dùng, học tập từ sân sau của hiệu trưởng phòng giáo dục. Người bệnh cũng phải mua thuốc từ các công ty sân sau của giám đốc bệnh viện. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì không cạnh tranh được, rồi đành phải chấp nhận làm A phẩy, B phẩy của các công ty sân sau này. Một vòng lặp luẩn quẩn đã và đang diễn ra, cuối cùng là cả nước không ít thì nhiều đang là nạn nhân của các công ty sân sau do quan chức đứng sau. Tham nhũng, lợi ích nhóm, tư bản đỏ đang ngày đêm cấu kết phá nát nền kinh tế quốc gia. Chúng ăn cướp trắng trợn của người dân, nhân danh bằng thứ luật pháp sân sau do chúng tạo ra. Tất cả cuối cùng đều đổ lên đầu nhân dân phải gánh chịu. Một đất nước mà nền kinh tế đang vận hành như thế này thì sẽ đi về đâu? Việt Nam không phải là một quốc gia không chịu phát triển, mà là nhân dân không làm lại với sự tàn phá của đám quan chức này mà thôi.